Xin chào mọi người nhé, hôm nay cửa hàng Tuấn Hải thì có bác về một cái mấy cái dòng máy cưa này, gồm cái dòng cưa của Makita này, những dòng cắt gia đình nhá, gồm có 2-4 cây cắt gia đình và 3 cây cắt khai thác chuyên nghiệp. Có những máy đẹp như Estin 021 này, Echo 3006 này, Sinewa. Đó, số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973923 nhé. Các bác mua hàng bên em sẽ bao phí ship và tặng các bác tip mở buji và ruộng cưa, bảo hành cho mọi người 6 tháng luôn. Ok, sẽ giới thiệu chi tiết cái lô máy ngày hôm nay. Thì mã là T1 đó, T nhá, máy là số 1 là T1 này. Thì dòng của Makita. Máy này là sản xuất của Đức các bác nhé, xuất của Đức này, Make in Germany. Máy này thì là có công suất của máy này là 33cc. Thì đặc biệt là cái lam máy rất đẹp luôn này, lam dài là 30, lam dài nhá, thì 20 này, lam dài 35 và sử dụng được cắt là 35 và xích và lam đều mới zin luôn, mới luôn các bác nhá. Xích và lam nên là lam mới, xích mới cho các bác luôn. Xích sử dụng là xích chung 91. Đó. Dòng này thì máy khá là rẻ, 1.500.000 máy đâm chung, thì các bác về cắt cây cắt cành thì thoải mái luôn. Đó, cắt củi ở nhà rất là thuận tiện. Sẽ test nổ luôn cái máy đầu tiên này. Có 3 chức năng, đây, on off phần tay này, le gió bên cạnh không nhá. T1 1.500.000. T1 1.500.000 đồng. Ok, trọng lượng rơi tầm khoảng là hơn 3 cân rưỡi. Đấy, tay không thuận, cầm rất chắc chắn luôn và nhẹ nhàng. Ok, đến chiếc máy thứ hai này. Máy thứ hai là dòng của Echo. Máy này là Echo 3300. Rồi 4 số thế hệ mới này. Máy này là 33cc các bác nhé. Dòng cắt gia đình cực đẹp, cực ngon luôn. Lam đặc biệt, lam sử dụng chiếc máy này là lam Latin, lam zin theo máy. Xích thường xích máy là xích 325 và máy này thì zin hết các bác nhé, từng con ốc là zin hết luôn, cái núm bơm cũng là zin hết luôn này. Nó sử dụng như Nhật Bản luôn, họ sử dụng rất là ít cái dòng máy này vì dòng cắt gia đình nên là họ thì thi thoảng họ cắt cành cắt củi ở nhà thôi. Đấy. Nhập về máy này thì các bác cắt thoải mái luôn nhé. Máy này giá là 2.300.000, T2 2.300.000 đồng. Xem có thắng xích không này. Máy này không có thắng xích rồi. Đó, 2.300.000 nòng nằm. Đó, trợ lực luôn. Sẽ test nổ luôn cái máy thứ hai này, 2.300.000 đồng. Có lam Latin rất đẹp luôn này. Cái công suất của máy tất cả đều ở phần hông máy hết này nhé. Nó 33,4cc, cân nặng là 3 cân 4. Đó, 98,1 decibel. T2 2.300.000. Đó, hơi bị mờ máy rồi. Đó, máy lam này, đặc biệt là Latin luôn, rất cắt rất là ngọt máy này, hai ốc giữ lam luôn này. Ok, đến cái dòng máy thứ ba này, dòng cắt gia đình nhé. Dòng máy thứ ba này là dòng một chiếc máy Komatsu. Komatsu này, 3200, 32cc, Made in Japan này, trợ lực luôn. Máy này nòng đứng nhá, máy nòng đứng và chiều dài lam của máy này được cắt là 30. Đó, chiều dài lam được cắt 30, ốc giữ lam ốc lớn luôn này, rất là tiện lợi luôn. Không cần phải là đồ vặn nhá, cái này tôi vặn tay được. Đó. Đây. Về công suất nhá, ở máy đều có này. Máy này là 31,8 cm khối, là 31,8 cc đấy ạ. Cân nặng là 3 cân rưỡi này, 96,0 decibel này. Đó. Đây, về mặt bên dưới nhá, hơi bị xước ở phần dưới một chút thôi. Đấy, đặt lâu, đặt nền thì không thể tránh xước được. Đó, nòng đứng T3 2.300.000. Đó, xích của máy này là xích 325 các bác nhá. Đó. Đấy, làm bánh xe. Komatsu 3200, Made in Japan.
Ok, sẽ test nổ luôn của máy này nhé, T3 2.300.000. Đã quên bật công tắc lên này. Lên trên nhá, bác bật công tắc lên trên này, bơm xăng phụ lên này, đó, bơm xăng phụ lên này, bật công tắc lên là giật nổ ngay, trợ lực giật rất là nhẹ nhàng, giật nổ nhá. Ok, đến chiếc máy thứ tư, máy thứ tư này là một chiếc máy Mazu của dòng Mazu nhá, thương hiệu Mazu thì các bác biết rồi, là cái thằng máy mà tiết kiệm nhiên liệu vô cùng luôn, MCZ353 35cc, một chiếc máy nòng đứng này, T4 2.900.000 đồng. Kiểm tra thằng thang xích nào. Đó, thang xích ok các bác nhá. Có luôn thang xích luôn này. Đó. Nòng đứng 353. Đây. Số seri của máy này, các bác có thể chụp ảnh màn hình lại nhá. Đây, để làm này làm bánh xe. Làm chiều dài làm của máy này thì làm dài là được cắt là 40, sử dụng xích chung 91, xích của Oregon. Đó. Trợ lực này. Đấy. Đấy, ngoại hình máy ấy. Bố viết này. Ok, sẽ test nổ cái máy thứ tư này 2.900.000 đồng. Đó, dòng này các bác cắt gia đình thì không cần phải suy nghĩ gì cả nhá. Máy rất là ngon luôn rồi. Máy tiếp theo này, một chiếc máy Sitwa 346 này. Em quay video có khách gọi điện bị cắt quãng một chút. Đó, Sitwa 346. Máy này làm thì làm bánh xe và chiều dài làm của máy này được cắt là làm được cắt là 30 và dùng xích chung 91 các bác nhá. Để Sitwa, dòng này có trợ lực luôn này. Giật rất là ngon và sử dụng rất là lợi xăng luôn. Đó, chạy siêu bền. Đây dòng cắt khai thác chuyên nghiệp. Đó. Đặc biệt dòng này thì là họ hay để cái dòng lam cắt vừa phải để khi được đặt công suất tốt nhất nhá. Có hai ốc giữa lam và bô của máy này, bô rất là đẹp luôn. Đó. Ngoài thì bên em bán giá là 3 triệu đồng. Dòng cắt gọi là tầm trung 34cc. Đó, 34cc. Sẽ test nổ luôn đi cây máy Sitwa 346 này nhá. T5 3 triệu đồng. Tiếng găng ti rất là êm và tiếng máy rất là gắt không nhá. Khi cắt thì cực kỳ uy lực luôn. 346 34cc này. Đó. Đây, máy móc này rất là đẹp luôn, như mới chứ các bác nhá. Để làm máy làm zin luôn. Làm máy zin theo của máy và xích của máy cũng khá là đẹp. À, xích chung 91. Xích Oregon, xích chung 91. Đó. Ở phần đây, các bác chú ý giúp em là phần bên trên này là các bác đổ xăng nhá, nắp to đổ xăng, nắp nhỏ đổ nhớt lam. Đó. Một chiếc máy nòng lằm. Nòng lằm này. Ok. Đến chiếc máy tiếp theo là một chiếc máy của Echo. Một chiếc máy Echo 3006 36cc chiếc máy này, thời 4 số thế hệ mới luôn. Và đặc biệt nó có trang bị là cái lam Latin. Được cắt của máy này nhá là 40 và sử dụng cái dòng lam Latin này, thì dòng lam xịn nhất của những cái dòng lam nhá, là lam Latin nhá, dòng lam xịn. Đấy. Cắt rất là thích luôn. Trợ lực của máy này đặc biệt là có trợ lực này. Có le gió này, có bơm xăng phụ lên. Đó. Bơm xăng phụ lên này. Echo nhá. Đây. Vạch này nhá, vẫn còn chữ Echo này của máy luôn. Đó. Dòng cắt xẻ cực đẹp luôn, 36cc lòng 40mm dưới này nhá các bác nhá, chân đế này, ở phần dưới hông chân này, có nhìn qua chuông trước rất đẹp luôn này, đó, test nổ luôn cây máy thứ
6 này 2.700.000 đồng. Đây, cái công suất nhá, đầy đủ phần máy luôn, 35,8cc, cân nặng là 4 cân 1 này, 95,6 decibel này, đầy đủ thông số luôn này, chữ nhật nhá, T6 2.700.000 đồng. Máy T6 2.700.000. Đến chiếc máy cuối cùng ngày hôm nay là một chiếc máy Estin. Kết thúc video là một chiếc máy Estin này, T7 này, Estin 021 đấy, 41cc. Máy Estin 021 hệ cao cấp các bác nhé, dòng hệ cao cấp của Estin luôn. Và chiều dài của lam này, lam được cắt là 30 và sử dụng đích chung 91. Xích của Estin lam Estin lam đẹp luôn này. Đó. Máy móc như mới luôn. Đó. 41cc, T7 3.400.000 đồng. Có bơm xăng phụ, có van xả áp này. Đóng van xả áp giật rất là nhẹ nhàng, nhạy nổ luôn. Đấy, về dưới này có 3 chế độ nhá. Gió này, on off này, và tắt máy ở trên cùng. Đó. Siêu vip luôn. T7 3.400.000 sẽ tắt nổ luôn này. Nhá. 3.400.000. Tất cả các sản phẩm bên em đều tích hợp bao phí ship và bảo hành các bác 6 tháng luôn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.